Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mới lời nhiệm kỳ, chính phủ đã tả tơi bốn phụ tá dụng hết 3 Thủ tướng vẫn chưa gục ngã Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Chính phủ đã trải qua ba đời Thủ tướng Tuy nhiên, chưa đời Thủ tướng nào bị công mạnh như đời ông Phạm Minh Chính Các đời Thủ tướng trước, Thủ tướng không thay đổi gì suốt nhiệm kỳ Đặc biệt là nhóm phụ tá, các cấp phó cho Thủ tướng không bị đánh phá mạnh như hiện nay. Phó Thủ tướng ban đầu giờ chỉ còn một người, ba người dụng hết giữ nhiệm kỳ trong tổng số cả bốn, trong đó có một người được cho là bị thuốc chết. Ở nhiệm kỳ trước trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc hay trước đó chính phủ của ông Nguyễn Tân Dũng thì Thủ tướng có năm phụ tá, nhưng đến thời ông chính, chính phủ chỉ còn lại bốn cấp phó, điều đó nói là chỉ mới nửa nhiệm kỳ chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã lung lay dữ dội và đã có tới 3 cấp phó phải rời ghế, trong đó có 3 người thì có 2 người bị đánh cho ngã ngựa, một người dường như bị đánh thuốc. Cho đến nay chỉ có 2 ghế phó thủ tướng có một người thay thế, còn ghế của ông Lê Văn Thành thì vẫn trống. Và hiện nay chưa có phó thủ tướng thường trực chính thức. Trong 3 phó thủ tướng đương nhiệm hiện nay, chỉ có ông Lê Minh Khái được xem là người được ông Phạm Minh Chính tin tưởng và cũng là thành trì của ông Phạm Minh Chính hiện nay. Hai phó tưởng thướng mới thay thế được cho là không phải là người do ông Thủ tướng đã chọn, trong đó ông Trần Lưu Quang còn là một mối nguy tiềm tàng với ghế Thủ tướng nếu ông Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị trong thời gian giữa nhiệm kỳ. Còn ông Trần Hồng Hà là người của nhóm nghệ tĩnh, nhóm này cùng với nhóm nghệ an hiện nay đang rất được ông Tổng Bí Thư trọng dụng trụ Thủ tướng thời ông Phạm Minh Chính bị đánh phá quá mạnh. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 khi đó, ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ lúc đó đã kéo quân đến Quảng Ninh thanh tra mọi ngóc ngách của tỉnh này. Sau đó, ông Sáu bị bay chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Người thay thế ông Phan Văn Sáu là ông Lê Minh Khái, có ý kiến cho rằng sau khi lên thay ông Phan Văn Sáu thì chính Lê Minh Khái đã ém kết quả thanh tra ở Quảng Ninh của người tiền nhiệm. Được biết không ít sai phạm ở Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính bị khui ra khi ông Lê Minh Khái không còn là thanh tra chính phủ, trong đó có vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Đầu năm 2021, sau khi kết thúc đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì như thông lệ, ông Phạm Minh Chính là người đề xuất lên Quốc hội danh sách Phó Thủ tướng. Nhưng việc chọn người thay thế cho những Phó Thủ tướng đã dụng lại do Bộ Chính trị lựa chọn. Sau đó triệu tập Trung ương Đảng họp bất thường và quyết định. Sự tác động của ông Phạm Minh Chính vào vị trí hai cấp phó mới chọn sau này không được sâu sắc cho lắm. Quyền quyết định nằm trong tay của Bộ Chính trị. Cho đến nay, bốn phó thủ tướng được chọn đầu nhiệm kỳ đã dụng hết ba người. Điều này cho thấy chính phủ của ông Phạm Minh Chính không yên ổn chút nào ông lê minh khái được xem là thành trì cuối cùng để bảo vệ cho trụ thủ tướng chưa có đời thủ tướng nào bị phe cánh khác đánh phá mạnh như thời ông phạm minh chính đang là tứ trụ không đều một trụ muốn lùa hết quyền lực về mình còn một ghế phó thủ tướng chống dông lê minh thành để lại nếu đưa được nguyễn thành nghị vào thì có lẽ sức mạnh của chân trụ thủ tướng được bù đắp phần nào tuy nhiên nếu nguyễn thanh nghị không nắm được chức phó thủ tướng cho ông phạm minh chính mà lại để cho một người khác hay thậm chí vì rằng co mà đành phải bỏ trống thì xem ra nhiệm vụ trèo trống đi hết nhiệm kỳ đối với ông thủ tướng là khá gian nan đã từ lâu người dân ví triều đình cộng sản như một cơ thể sống của một động vật bốn chân nên mới xuất hiện cụm từ tứ trụ triều đình để chỉ bốn cái chân ấy mà bất cứ con vật bốn chân nào muốn vững thì phải phân bổ tải trong bản thân đều lên cả bốn trụ. Tuy nhiên, ở bốn chân trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có sự phân chia đồng đều. Chân trụ Tổng Bí Thư quyết bắn phá chân trụ Thủ tướng, mục đích là muốn thâu tóm hết quyền lực để đặt lên một trụ duy nhất, ba trụ còn lại chỉ là như những cái chân gỗ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin mới nửa nhiệm kỳ chính phủ đã tả tơi bốn phụ tá dụng hết bà thủ tướng vẫn chưa gục ngã. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Hoa Thời Báo .d Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khi Hoa hậu bán hoa giá 200 triệu đồng một đóa liệu quan nhà ta có làm khách hay không? Vào ngày 15 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết khi cảnh sát hình sự ập vào một khách sạn và tòa nhà để kiểm tra phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm Trong đó có một hoa hậu bán dâm với mức giá 200 triệu đồng Theo phía Công an cho biết Họ khai thác và rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa hậu Hòa Khôi hoạt động trên các tỉnh mới bị triệt phá hồi tháng 8. Người cầm đầu đường dây này còn tổ chức môi giới mại dâm Hoa hậu thế giới người Việt và Hoa Khôi du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế bát nháo thi Hoa hậu. Việt Nam được mệnh danh là cường quốc Hoa hậu. Hàng năm có đến trên 20 cuộc thi sắc đẹp với đủ loại danh sừng. Thực tế thì những Hoa hậu thường đổi lên nhiều vụ lùm xùm mua bán danh hiệu. Ví dụ như hồi năm 2022, Á hậu 3, Hoa hậu quý bà Việt Nam toàn cầu Đặng Thị Hương tố ban tổ chức mua bán giải. Sau đó ban tổ chức đã quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 và danh hiệu người đẹp truyền thông của bà Hương. Cuộc thi hoa hậu này đã biến tướng rất nhiều, trong cuộc thi thì đồng tiền đã chi phối rồi những người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Á hậu ngày càng nhiều và hoạt động của các Hoa hậu cũng ngày một biến tướng hơn. Có người tham gia vào showbiz, có người thì nhờ mát Hoa hậu để mà kiếm đại gia, thậm chí có người dùng mát Hoa hậu để mà bán dầm. Với những cô nàng có danh hiệu mà làm nghề bán hoa thì rõ ràng giá cũng cao hơn. Vô hình chung, những cô gái lợi dụng danh hiệu này làm cho những hoa hậu sống tử tế cũng mang tiếng theo. Tiếp viên hàng không, người mẫu, hoa hậu tham gia vào đường dây bán dâm cao cấp chứng tỏ thị trường này rất phát triển ở Việt Nam. Vấn đề mại dâm bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xem như là tội phạm. Tuy nhiên càng xem là tội phạm thì người ta càng hoạt động mạnh hơn. Nhu cầu mua dâm luôn tồn tại trong xã hội. Nếu muốn triệt phá thì cần có những giải pháp cụ thể và hợp lý, mà Thụy Điển là một bài học tốt. Với cách làm như Cộng sản, chỉ phạt những cô gái bán dâm mà bỏ qua cho người mua dâm thì không bao giờ Việt Nam triệt phá được. Nếu đã không phá được, vậy thì cứ áp dụng như là Hà Lan xem sao hợp thức hóa mại dâm để nhà nước dễ bề quản lý cũng như tránh được tình trạng các cô gái làm giá trên trời khi hành nghề bán hoa và tránh các bệnh truyền nhiễm khác. Bán hoa giá 200 triệu đồng một đóa chỉ có đại gia và quan chức của đảng mới có tiền để mà mua. Nếu hợp thức hóa mại dâm cô nào muốn hành nghề bán dâm thì đến phố đèn đỏ mà hành nghề. Nếu làm vậy thì các hoa hậu và người mẫu sẽ tránh không đến những nơi đó và như thế có thể hạn chế được tình trạng mại dân cao cấp cho các quan chức và đại gia. Và nếu họ có làm thì đó là việc cần phải đăng ký. Theo thông tin từ bên trong cho biết, sở dĩ công an triệt phá đường dây bán dâm của các hoa hậu người mẫu mà không công bố tên người mua dâm vì trong nhiều vụ án kẻ mua dâm là quan chức với tiền tham nhũng và các quan chức dám bỏ ra hàng chục ngàn đô la để mà ngủ với người đẹp đường dây mại dâm cao cấp chuyên cung cấp gái cho các hai giới thứ nhất là đại gia thứ nhì là quan chức của đảng gu của đại gia là muốn kiếm gái bao ít bị bắt hơn hay thậm chí họ sẵn sàng ly dị vợ để cưới luôn người đẹp về mà không cần phải sợ, sợ dư luận đàm tiếu. Còn quan chức thì bị ràng buộc bởi quy định của đảng nên chỉ thích hợp với loại ăn bánh trả tiền mà thôi. Không mấy quan chức dám bao gái lâu dài như đại gia. Khi nào không còn quan chức, nào mua dâm thì may ra công an mới có thể công bố người mua dâm từ năm 2012 đã có người bỏ ra 25.000 đô la để mà mua dâm, nhưng phía công an không công bố danh tính. Nguyên nhân cũng dễ hiểu bởi mua dâm là người không thể công bố tên. Dù báo chí có đặt câu hỏi thì bên công an, công an cũng không công bố, họ chỉ bêu dếu các cô gái bán vốn tự có của mình. Có ý kiến cho rằng nếu trong quan chức không ai mua dâm thì công an đã không ngại ngủng mà công bố tên của người mua dâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin khi hoa hậu bán hoa giá 200 triệu đồng một đóa liệu quan nhà ta có làm khách hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de